Ăn thêm chút xíu anh này, mấy phút này. Kệ đi con, không sao đâu. Ngon con. Ăn ngon vậy, thưởng thưởng gì ta? Thưởng con Tiêu Nghi. Hả? Thưởng con Tiêu Nghi. Có Tiêu Nghi hả? Ăn giỏi đi. Ở nhà ta dễ thương quá. Cho xong lấy miếng nước cho nó uống. Rồi, mẹ lấy cho. Mẹ bị nhẹp. Mẹ hết đi con. Mẹ có đi. Nhai kỹ nhất kìa. Dễ thương quá. Tém mà. Hết chưa con? Hết rồi hả ta? Đó đúng rồi, tự tém tự ăn đi con. Liếm sạch trơn rồi. Đó là hả con? Dạ. Rồi bưng xuống cho mẹ Huệ luôn. Nói cảm ơn mẹ Huệ nha. Bưng xuống đây con. Đây này con. Ừ, hấp nước luôn.